Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp nghe Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc báo cáo kế hoạch tổ chức lễ hội tàu không số đường Hồ Chí Minh trên biển huyện Xuyên Mộc năm 2021. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương liên quan. Đây là sự kiện quy mô cấp huyện được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho huyện Xuyên Mộc tổ chức. Dự kiến sự kiện này sẽ được diễn ra trong tháng 10 năm 2021 tại khu di tích lịch sử tàu không số Lộc An, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Sự kiện lễ hội tàu không số đường Hồ Chí Minh trên biển huyện Xuyên Mộc năm 2021 dự kiến diễn ra nhiều hoạt động như lễ dân hương, chương trình sân khấu hóa, triển lãm ảnh, trưng bày hiện vật khu di tích, trưng bày sản phẩm địa phương. Ngoài ra, tại lễ hội này còn diễn ra một số hoạt động hưởng ứng như giải Việt giả với chủ đề Vì môi trường biển xanh sạch đẹp thân thiện, giải đua thuyền rồng với chủ đề Trải nghiệm trên dòng sông huyền thoại. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất chọn mốc thời gian tổ chức lễ hội là vào ngày 3 tháng 10 năm 2021. Đồng thời giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành hoàn thiện kế hoạch, trong đó phải lưu ý có sự tính toán phù hợp để tổ chức lễ hội khoa học, an toàn và tiết kiệm.